Với xu hướng yêu khá thoáng hiện nay, việc cô dâu chú rể ăn cơm trước kẽm được phần lớn mọi người nhìn nhận là bình thường. Người trong cuộc tất nhiên tai nhiên muốn được trải nghiệm, hiểu nhau cả về tính cách, lối sống lẫn chuyện ý trước khi kết hôn để đảm bảo sự phù hợp. Nhưng có bầu trước khi cưới, đôi lúc nàng dâu cũng bị thiệt thòi. Câu chuyện của L. Chia sẻ trên một trao bí mật là một ví dụ. Cách xử lý của L. cũng rất cao tay, đáng học hỏi. Em là một đứa thẳng tính, nói năng không khéo nhưng giỏi bật nếu bị ai chèn ép. Đối với mẹ chồng, em bí trọng nhưng không có nghĩa là bà thích nói gì, ép gì cũng được. Em và chồng mến 5 năm, ra mắt gia đình hết rồi. Em là gái quê, chồng em người Hà Nội nhưng nhà bình dân thôi. Công việc tốt, chúng em góp tiền thông thường, gửi sổ để dành tên em để khi cưới thì mua nhà ở riêng. Chồng em là con út nên ở riêng không khó. Lúc phát hiện em có bầu 8 tuần, anh ấy mừng lắm, về đòi cưới ngay. Em đến gặp mẹ chồng, bà nói một câu khiến em bất ngờ, mẹ không ưa mấy đứa ăn cơm trước kẽm tí nào. Chắc gì là con mày. Cưới tao đồng ý nhưng mà mua nhà thì tên thằng tờ. Chứ con L. Không được đứng tên. Nhà phải mua dứt thế hệ cưới. Thấy bà không hết phần thiên hạ, em liếc chồng sắp cưới để ra hiệu. Ai dè anh em mẹ, kéo em ra góc khuyên em nín nhịn. Bọn em có 1.230.000.000, mẹ chồng góp vào 700.000.000 mà không cho em đứng tên. Ảnh L. Chia sẻ trên nhóm. Dù rất ức chế, nhưng trước sự chân thành của tờ, thì L. Cũng liều, cô chấp nhận mạo hiểm tin anh. Nói thật, khi tình cảm không còn thì phụ nữ phải dứt khoát tiền bạc, chứ đang yêu, đang hạnh phúc chờ đón đứa con, có ai mà tính toán làm gì. Sau khi cưới dứt, L. Phát xuất hiện mẹ chồng cũng không đến nỗi nào. Bố chồng thì không biết chuyện bà nói riêng với hai con về nhà cửa, đi đâu cũng khoa chuyện hai đứa giỏi lắm, để giành được hơn 1 tỷ để mua nhà, cung phi chồng tôi chỉ cần cho thêm 1 x. Nói thông thường, ông ưng con dâu ra mặt, thấy con dâu nấu ăn ngon còn khen nức nở. Nắm được tình hình rồi, L. Thế hệ quyết định dùng lên để mẹ chồng biết cô không phải đứa dễ nắm nạt. Hơn nữa, cũng chứng minh cho bà biết là cô giận việc bà nghi hoặc nguồn gốc của cháu nội. Sau 1 tháng thì cưới, lúc này chồng em bảo sẽ lén lút đi khai thêm tên em vào sổ đỏ, bà tính trước mà không tính là mua nhà chán thế hệ có sổ. Nhưng em không thích lén lút thế. Em bảo em có cách nói chuyện khiến mẹ chồng thay đổi. Giờ ăn cơm, bố chồng gọi tên cháu nội. Biết em siêu em thằng cu rồi, ông mừng lắm. Mẹ chồng đang sung sướng đặt tên em cười bảo. Anh tờ. Bảo anh ấy đứng tên nhà rồi, thằng cu này không khai sinh tên bố cũng được. Con đang tính cho nó theo họ mẹ. Con xin nói thật, trước đây mẹ có nghi hoặc đứa bé bỗng con mang không phải cháu mẹ, mẹ cũng không muốn cho con đứng tên thông thường trên sổ đỏ nhà mà cung phi chồng con thông thường tay mua. Ảnh Minh hỏi. Bố mẹ mà mến con cháu thì con cũng không bao giờ để bố mẹ buồn đâu. Có điều, để chắc ăn, thằng cu này cứ mang họ mẹ, khai sinh theo hộ khẩu của mẹ không sau này bà mất công mang đi xét nghiệm AS. Bố chồng em tái mặt, buông đũa nhìn mẹ chồng và em bực mình. Chồng em cuống lên đứng dậy trình bày. Lúc này bà thế hệ cười bảo, thẳng thắn thế là tốt. Mẹ đùa mà mày đừng để bụng. Nhà của hai đứa, cứ khai tên hai cung phi chồng đi, còn thằng tờ. Chả lẽ không biết có phải con nó không? Thế đấy, người ta nói gì mà nhịn được thì nhịn cho qua chuyện. Nhưng lúc có chồng là bạn hữu thì đừng em dùng lên chị em nhé. Kết thúc của cô cung phi tên L. Này cũng khá ngọt ngào. Đừng vì mình lựa chọn khám phá nhau trước, ăn cơm trước kẽm mà phải chấp nhận sống của nhột, nhục nhã. Những người đến với nhau vì tình yêu, tự chủ về e tế, hãy cứ thẳng thắn mà nói rõ ràng khái niệm của mình với bố mẹ chồng.